Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng cái phần mềm MetaTrader 4 hay là gọi là MT4. Thì để sử dụng cái phần mềm này thì chắc chắn trong máy của bạn là phải cài cái phần mềm MetaTrader 4 này rồi. Cái phần cài phần mềm thì tôi đã nhắc qua ở cái video trước. Thì bây giờ cái video này là chúng ta thực hiện cái việc sử dụng các cái tính năng của cái phần mềm này. Và trước tiên chúng ta làm quen với các cái thanh công cụ của nó. Thì nhiều khi chúng ta cài xong thì chúng ta sẽ thấy có một cái nền màu xám như thế này, thì chúng ta không không có cái cơ sở nào để chúng ta phân tích hay là sử dụng. Để cho nó hiện các công cụ lên thì chúng ta phải thực hiện các cái bước sau. Đầu tiên là chúng ta vào trong cái phần view thì chúng ta chọn view ở đây, chúng ta kéo chuột xuống, nó là chọn phần toolbar. Thì trong phần toolbar này chúng ta chọn hết tất cả các tính năng. Chúng ta chọn tính năng chart, chúng ta chọn tính năng là live study, chúng ta chọn tính năng là timeline để chẳng hạn, thì nó sẽ hiển thị đầy đủ trong cái bộ phận cần thiết của phần toolbar. Rồi kế đó thì chúng ta phải hiện cái cửa sổ là market watch. Thì cái market watch là chúng ta sẽ thực hiện việc là view tiếp tục. Chúng ta chọn là market watch hay gọi là control M này. Chúng ta chọn market watch ở đây. Thì market watch ở đây có nghĩa là nó sẽ xuất hiện tất cả các cái sản phẩm, ví dụ như ở đây là show on nè, đó nó xuất hiện tất cả các sản phẩm mà cái sàn giao dịch này cho phép nhà đầu tư thực hiện cái giao dịch. Chúng ta có thể xuất hiện cái bảng market watch này bằng cách là vào view, chọn là market watch, hoặc là chúng ta có thể bấm cái chỗ mũi tên lên xuống này, cũng đây là của market watch đây đó, chúng ta chọn market watch. Rồi thêm một cái chức năng nữa, đó là cái chức năng đây là chức năng gọi là navigator, hay gọi là để chúng ta chọn vào các cái thư mục của nó. Chọn navigator ở đây thì nó sẽ sổ xuống, đây là cái phần thông tin của cái tài khoản, hoặc là các cái chỉ số indicator đây đó. Rồi cái bước kế tiếp là chúng ta sau khi xuất hiện market watch rồi, bây giờ chúng ta muốn xuất hiện cái đồ thị. Thì bây giờ ở đây nó có nhiều sản phẩm, bây giờ chúng ta muốn xuất hiện cái đồ thị của sản phẩm nào thì chúng ta bấm chuột phải vào sản phẩm đó và chúng ta chọn chạc window mà thôi. Ở đây thì nó rất là nhiều sản phẩm, thì bây giờ tôi sẽ ẩn hết thực hiện, hoặc là mình bấm chuột phải ở trong market watch mình chọn là high on thì nó sẽ ẩn hết, và ta làm thao tác lại lần nữa thôi. Ở đây nó chỉ còn khoảng trống thôi, bấm chuột phải ta chọn là symbol. Thì trong symbol này chúng ta muốn xuất hiện cái sản phẩm vàng thì chúng ta bấm vào đây, double click hai cái, nó nằm trong phần vàng, nằm trong phần metal lết vào đây đó, thì nó sẽ xuất hiện cái vol. Ví dụ như còn forex, chúng ta muốn xuất hiện đây, forex tức là tiền tệ, ta muốn xuất hiện cái cặp ví dụ như là đô la Úc, rồi cặp là euro đô chẳng hạn, hay là bảng Anh đô chẳng hạn, ta double click vô, hoặc là đi Nhật chẳng hạn, đô với còn sĩ chẳng hạn đó, chúng ta bấm như này, chúng ta bấm đóng lại. Thì lúc này tất cả các sản phẩm mà chúng ta đã lựa chọn nó đã xuất hiện trên bảng market watch. Bây giờ chúng ta muốn xuất hiện trên đồ thị trên đây cái sản phẩm nào thì chúng ta chỉ việc đưa chuột vô cái sản phẩm đó, bấm chuột phải và chọn chart window đó, nó như vậy thôi. Vậy là chúng ta thấy xuất hiện tất cả các sản phẩm mà cần thiết trên cái đồ thị. Chúng ta lại muốn xuất hiện cái sản phẩm đô la Úc với đô la, ở đây chúng ta chọn chart window thì nó lại nó sẽ xuất hiện ở đây. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy ở dưới đây nó có hai cửa sổ, cửa sổ thứ nhất là của vàng, cửa sổ thứ hai là của ngoại tệ, cặp đô la Úc với đô Mỹ thì nó xuất hiện đây. Và nếu chúng ta làm tương tự như vậy, chúng ta sẽ có nhiều cái cơ sổ con ở dưới đây đó. Thì như vậy thì nó đã có được cái đồ thị. Cái bước kế tiếp đó là chúng ta muốn xuất hiện cái thông tin của tài khoản. Thí dụ như cái việc mà chúng ta đặt lệnh là chúng ta mua bán thì chúng ta phải biết được là cái lệnh của nó là nó bao nhiêu lệnh tồn tại và nó lãi lỗ như thế nào vân vân. Thì chúng ta sẽ đưa chuột vào cái mục kế bên ở đây, mục này gọi là terminal. Có thể để chọn cái mục này chúng ta có thể vào view, chúng ta chọn là gì Ctrl T cũng được, hoặc là chúng ta vào ở thanh standby, cái thanh 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 chuẩn tiêu chuẩn này đây, chúng ta chọn là cái terminal ha. Thì lúc này ở đây nó sẽ thông tin cái tài khoản, ví dụ như là tài khoản chúng ta có số dư là bao nhiêu, rồi cái EVT chúng ta là bao nhiêu, số dư dư thực là bao nhiêu, rồi số dư khả dụng là bao nhiêu vân vân. Đó, đây là nó có đầy đủ thông tin đây. Với những cái thông tin này thì chúng ta có thể thực hiện cái việc giao dịch. Thí dụ như bây giờ chúng ta mở đồ thị lên của cái sản phẩm vàng. Thì
chúng ta muốn xuất hiện sản phẩm vàng thì chúng ta chỉ việc là mở đồ thị vàng lên. Và giả sử như chúng ta dự đoán cái xu hướng nó giảm thì bằng cái việc chúng ta đặt cái lệnh, ta bấm new order ở đây, new order là đặt lệnh mới. Thí dụ như chúng ta dự đoán là giá nó xuống thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh sell ở đây, còn nếu chúng ta dự đoán giá tăng thì chúng ta thực hiện lệnh buy, tức là mua vào. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi thêm những cái công cụ khác nữa. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn xuất hiện các cái đường chỉ dẫn khác cho nó sinh động, nó làm cho giao diện nó đẹp hơn, dễ nhìn hơn. Thì ví dụ như chúng ta muốn xuất hiện cái công cụ mà hỗ trợ trong việc phân tích thì chúng ta có thể chọn vào trong đây, nó gọi là indicator list. Chọn vào indicator list ở đây, ví dụ như chúng ta sẽ chọn vào đây một dưới chuột trái ở đây thì nó sẽ sổ bảng ra. Chúng ta sẽ kéo chuột phần trên, thì trong cái phần trên này nó sẽ liên liệt kê những cái thanh công cụ hỗ trợ mà nó liên nói về cái liên quan đến xu hướng của thị trường. Trend tức là xu hướng, dùng để xác định xu hướng thị trường. Còn bộ công cụ chọn đổi oscillator thì dùng để xác định các cái công cụ thể hiện giá nó trong cái giai đoạn gọi là nó đi dao động trong biên độ hẹp, chứ không có xu hướng. Hoặc là chúng ta có thể tìm các công cụ khác bằng cách là ta đem chuột xuống phần custom ở đây, tất cả các cái công cụ khác ngoài hai cái danh mục là trend và oscillator trên đây thì nó sẽ có công cụ là custom ở đây đó, vân vân. Chúng ta muốn xuất hiện công cụ nào, ví dụ chúng ta muốn xuất hiện công cụ pivot thì chúng ta chỉ chọn vào đây đó, thì chúng ta bấm ok thì công cụ pivot này sẽ xuất hiện ở trên đây đó. Thì công cụ chúng ta đã xuất hiện. Nhiều khi chúng ta mới mở công cụ lên nó không xuất hiện được đầy đủ công cụ thì bằng cách là chúng ta trở khung thời gian. Ví dụ như nãy chúng ta mở ở biểu đồ H1 thì chúng ta mở biểu đồ H4, chúng ta mở trở ngược trở lại thì lúc này nó cập nhật cái công cụ lên đây. Trong trường hợp là nó không xuất hiện đầy đủ thì chúng ta phải làm như vậy để chúng ta thực hiện cho nó nhanh. Rồi ngoài ra cái để truy xuất các cái công cụ là indicator thì chúng ta vào trend hoặc là oscillator hoặc là custom. Chúng ta có thể là tạo những các cái template, tức là những cái giao diện mà giao diện dựng sẵn. Thì để ta thực hiện chọn lựa chọn cái giao diện này thì chúng ta tạo cái giao diện nằm trong cái mục gọi là mục template ở đây. Template ở đây. Ví dụ như tôi đã tạo ra một cái giao diện có tên là candlestick. Thì bây giờ muốn xuất hiện cái giao diện đó chỉ việc là chọn candlestick thôi. Ở đây. Thì tất cả các giao diện, tất cả các công cụ đã được hỗ trợ xong. Tôi chọn màu nền trắng, rồi nến giảm là nến đỏ, nến tăng là nến xanh chẳng hạn, vân vân. Đấy. Hoặc là giống giờ tôi muốn bổ sung thêm cái pivot thì chúng ta chỉ cần việc là chọn vào trong list indicator list này, chọn custom, chọn là pivot, pivot sàn hóa là chọn list đây. Ok. Thì lúc này chúng ta sẽ có được công cụ pivot được tích hợp vào trong cái đồ thị. Đó. Thì qua những cái công cụ cơ bản như thế này thôi. Nếu mà cái nhà đầu tư mà tìm hiểu và thực hiện cái việc giao dịch đơn giản thì chúng ta có thể làm chủ được cái phần mềm này, và đây là những cái thao tác cơ bản và cần thiết. Chúng ta không cần biết nhiều, nhưng mà chúng ta vô đây thì cũng đã làm quen những cái giao dịch này, những cái công cụ này là chúng ta đã có thể thực hiện giao dịch được rồi. Xin chào các bạn và hẹn lại ở các video kế tiếp. Chào tạm biệt.